Điểm đặc biệt đầu tiên của chiếc máy này chính là kiểu dáng gọn nhẹ. IBC PWC04 có kích thước nhỏ gọn nên chúng ta có thể di chuyển hết sức dễ dàng. Thậm chí với trọng lượng chỉ 7kg, các bạn hoàn toàn có thể nhấc máy dễ dàng hoặc đặt vào trong cốp xe để di chuyển đến nhiều nơi. Khi sở hữu chiếc máy IBC PWC04, các bạn còn nhận được một số phụ kiện đi kèm rất đa năng và tiện lợi, bao gồm súng phun cao áp, đầu phun tia xoáy, thân súng, dây cao áp và bình đựng hóa chất. Bình phun bọt hóa chất được tích hợp để gắn trên súng phun, các bạn có thể đổ hóa chất vào bình để thực hiện công việc rửa xe. Máy có hệ thống chân trụ vững chắc kết hợp thêm tay cầm tiện lợi. Máy rửa xe IBC PWC04 hoạt động hiệu quả với các thông số sau. Công suất của máy đạt 1.400W, áp lực làm việc 110/11, motor loại đồng 100% vô cùng chất lượng, đặc biệt cho lưu lượng nước được cấp ra liên tục với tốc độ dòng chảy 360 lít/giờ. Chiếc máy rửa xe này có phần vỏ được làm từ nhựa ABS cao cấp với khả năng chống va đập, chống rỉ. Cách lắp đặt vòi phun và các phụ kiện trên rất đơn giản, các bạn chỉ cần nối một đầu dây của dây phun áp lực với một đầu của bằng súng. Đầu còn lại của dây phun các bạn kết nối với máy, sau đó cắm điện và nhấn nút công tắc là đã có thể sử dụng được chiếc máy này. Với áp lực làm việc 110/11, máy có khả năng rửa sạch những vết bẩn bám trên xe ô tô, xe máy, gầm xe, bánh xe. Máy có thể được sử dụng để vệ sinh các đồ dùng như rửa máy lạnh, bàn ghế gỗ, rửa sàn gạch, rửa sân vườn, giúp cho công việc vệ sinh của bạn diễn ra thuận tiện hơn.